Mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Thì thời gian vừa qua kênh của mình cũng nhận được rất là nhiều bình luận và yêu cầu mình chia sẻ lại cách làm cái món cà pháo ngâm nè. Và hôm nay thì cũng sắp đến Tết rồi, cho nên mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món cà pháo ngâm nước mắm chua chua ngọt ngọt. Thì với cách làm cái món cà pháo này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Cà pháo sau khi mà mình ngâm xong rồi thì rất là trắng, có một cái vị chua chua ngọt ngọt và rất là giòn. Và đặc biệt là cà pháo để lâu không có bị đen. Với món cà pháo này mình sẽ ăn cùng với cơm, nó sẽ rất là ngon và không có bị ngán. Cả nhà xem clip đấy thấy thích cách làm cái món cà pháo ngâm nước mắm chua chua ngọt ngọt của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Với cách làm cái món cà pháo ngâm nước mắm chua chua ngọt ngọt như thế nào thì xin mời cả nhà hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Sáng hôm nay thì mình đi chợ mình có mua được là 2 kg cà pháo nè. Và để làm ra cái món cà pháo ngâm nước mắm chua chua ngọt ngọt thì mình sẽ lựa chọn những trái cà pháo mà nó còn tươi và cuống nó còn xanh, như vậy thì làm ra cái cà pháo ngâm nó sẽ giòn và rất là ngon. Mình sẽ lựa chọn những cái trái cà pháo mà nó nhỏ vừa vừa như vậy nè, thì mình sẽ để nguyên trái luôn. Còn những mấy trái cà pháo mà nó lớn thì mình sẽ chẻ ra làm đôi như cả nhà. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị là 200g ớt sừng. Mình sẽ lựa chọn những trái ớt mà nó chín đỏ như vậy thì mình sẽ làm cái món cà pháo ngâm nó sẽ được đẹp và ngon hơn. Và mình cũng có thêm là 200g tỏi nữa. Và để cho cái món cà pháo của mình nó được trắng và không có bị đen thì mình có cho thêm là nửa chén giấm và thêm một muỗng canh muối và 2 trái chanh, để mình chút nữa mình sẽ cho vào trong nước đó, mình ngâm cho cái cà pháo của mình nó được trắng hơn. Và bây giờ thì mình sẽ qua giới thiệu cho cả nhà cùng xem nguyên liệu để mình nấu một cái nồi nước mắm thật là ngon. Chút nữa thì mình sẽ cho cái cà pháo vào mình ngâm nè. Thì với 2 kg cà pháo thì mình sẽ chuẩn bị là 600g đường cát. Mình có thể sử dụng cái đường cát trắng hay là đường cát vàng gì cũng được. Ở đây thì mình có là 600ml nước lọc. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị thêm một cái chén giấm ăn nè. Thì giấm này ở nhà mình nuôi cho nên cái độ chua nó cũng rất là vừa phải. Còn nếu mà cả nhà mua giấm ăn ở ngoài thì mình có thể tăng giảm cái độ chua để cho nó hợp cái khẩu vị của mình nha. Và cuối cùng thì mình cũng có chuẩn bị là 1 chén rưỡi nước mắm. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái nước mắm Hương Thịnh để cho cái nồi nước mắm của mình nó được thơm ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình nấu nước mắm cho nó nguội để chút nữa mình sẽ cho cái cà pháo vào mình ngâm. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình nấu nước mắm cho nó nguội. Mình sẽ cho vào trong nồi là 600g đường cát. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần nước mắm vào luôn. Mình cho nước mắm vào xong rồi thì kế tiếp mình sẽ cho cái phần nước lọc vào. Và cuối cùng thì mình sẽ cho giấm. Rồi mình sẽ quậy đều lên để cho cái phần đường, giấm và nước mắm nó hòa tan lại với nhau. Và bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái nồi nước mắm này nó kẹo lại. Và trong lúc mình nấu nước mắm thì mình sẽ vớt bọt như vậy để cho cái nước mắm của mình nó được trong lại như cái nhà. Thì tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình. Trong lúc mà mình nấu nước mắm thì mình có thể nếm thử cái nồi nước mắm của mình xem nó có vừa hay chưa, để mình có thể tăng giảm để cho cái nồi nước mắm của mình nó sẽ được ngon hơn nha. Và bây giờ thì mình sẽ tắt bếp, mình để cho cái nồi nước mắm nó thật là nguội. Rồi chút nữa mình mới cho cà pháo vào mình ngâm. Và trong thời gian chờ để cho cái nồi nước mắm nó nguội lại thì bây giờ mình sẽ qua mình cắt chanh ra nè. Sau đó thì mình sẽ vắt vào trong cái thau nước để chút nữa mình cho cà pháo vào mình ngâm nó không có bị đen. Ở bên đây thì mình cũng có chuẩn bị một cái thau nước rồi nè. Mình sẽ cho vào là 2 muỗng canh muối và thêm nửa chén giấm ăn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình vắt chanh vào. Mình cho thêm chanh và giấm như vậy thì chút nữa mình ngâm cà pháo của mình nó sẽ rất là trắng và không có bị đen nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt bỏ cái cuống cà pháo ra, rồi sau đó thì mình sẽ cho vào trong thau nước mình ngâm. Mình cắt trái nào xong rồi mình sẽ bỏ liền vào trong cái thau nước, vì trong cái cà pháo này nó có rất là nhiều mủ. Nếu mà mình không có cho vào trong thau nước liền á thì cái cà pháo của mình nó sẽ dễ bị đen lắm. Đối với cách làm cái món cà pháo này á, nó cũng rất là nhanh.
Cho nên mình chỉ cần bỏ ra một chút xíu thời gian thôi là mình đã có một cái món cà pháo ngâm nước mắm chua chua ngọt ngọt ăn với cơm á, là rất là ngon và không có bị ngán nữa. Cà pháo thì mình cũng đã cắt cuốn ra như vậy xong rồi nè. Thì cả nhà xem là cà pháo mình ngâm vào trong cái nước giấm và nước chanh nó rất là trắng và không có bị đen. Bây giờ thì mình sẽ ngâm cái cà pháo này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vì trong cà pháo có rất là nhiều mủ, mình sẽ ngâm như vậy để cho cái cà pháo của mình nó được trắng hơn. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái nắp thủy tinh. Mình sẽ đè cái cà pháo này để cho cái nước chanh và nước giấm nó thấm đều cà pháo hơn. Chứ nếu mà mình không có dùng một cái nắp thủy tinh hoặc là một cái vật gì nó đè nặng như vậy thì cái bề mặt phía trên của cà pháo nó sẽ bị đen như cả nhà. Và trong thời gian chờ để mình ngâm cà pháo thì bây giờ mình sẽ qua mình băm tỏi ớt cho thật là nhuyễn. Để chút nữa mình sẽ cho vào trong cái nước mắm mình ngâm cà pháo cho nó được ngon hơn. Thì tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình, nếu mà cả nhà thích ăn cay hơn thì mình có thể tăng thêm cái lượng ớt nữa nha. Cà pháo sau khi mà mình ngâm qua nước chanh và nước giấm khoảng được 1 tiếng đồng hồ á thì cả nhà xem là nó rất là trắng luôn. Bây giờ thì mình sẽ vớt cái cà pháo này ra, sau đó thì mình sẽ rửa qua nước lọc khoảng tầm 4 đến 5 lần để cho cái cà pháo nó thật là sạch. Rồi mình sẽ để cho cái cà pháo này nó thật là ráo nước. Nước mắm thì nãy giờ mình để ra ngoài nó cũng đã thật là nguội rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho tỏi ớt vào trong cái xô nước mắm rồi mình sẽ quậy đều lên. Cả nhà mình lưu ý nha, mình sẽ để cho cái nước mắm thật là nguội rồi mình mới cho vào trong cái cà pháo. Nếu mà cái nước mắm của mình nó còn nóng á, mà mình cho vào trong cà pháo thì nó sẽ làm cho cà pháo của mình nó bị mềm và nó sẽ không có còn giòn nữa. Cả nhà xem nè, nhìn cái xô nước mắm tỏi ớt của mình rất là ngon luôn. Cà pháo thì nãy giờ mình để ra ngoài nó cũng đã ráo nước rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái nước mắm tỏi ớt chua chua ngọt ngọt vào trong cái cà pháo để mình ngâm. Khi mình chan cái nước mắm vào trong cái cà pháo nó rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái giá mình trộn lên để cho cà pháo và nước mắm nó đều lại với nhau nha. Và bây giờ thì mình sẽ ngâm cái cà pháo này trong cái nước mắm tỏi ớt chua chua ngọt ngọt này trong vòng 30 phút để cho nó thấm đều.
rồi sau đó thì mình sẽ cho vào trong keo. Cà pháo thì mình cũng đã cho vào trong keo xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái chén nhỏ. Mình cho vào trong cái keo cà pháo. Rồi mình sẽ đè cho cà pháo á, nó ngập vào trong cái nước mắm. Thì nó sẽ thấm đều và ngon hơn. Còn nếu mà cà pháo mà nó nổi lên mặt á, thì cà pháo của mình nó sẽ dễ bị đen lắm nha cả nhà. Rồi thì bây giờ mình sẽ dặn cái keo cho thật là kín. Rồi mình sẽ để ở bên ngoài một ngày để cho cà pháo nó lên men. Rồi sau đó thì mình sẽ để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh. Rồi 2 ngày sau mình sẽ bắt đầu mình thưởng thức cái món cà pháo này nha. Keo cà pháo sau khi mình ngâm vào trong nước mắm khoảng được 3 ngày và mình để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình lấy ra cho cả nhà cùng xem. Đây cả nhà xem nè, những cái trái cà pháo nó cũng đã thấm vào trong nước mắm. Và rất là trắng luôn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái trái cà pháo mình ngâm vào trong cái nước mắm chua chua ngọt ngọt được 3 ngày rồi nè. Xem cái mùi vị nó như thế nào nha. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận là mình thấy cái trái cà pháo nó rất là giòn luôn. Khi mà mình ngâm vào trong cái nước mắm á, thì cái trái cà pháo nó thấm vào trong cái nước mắm. Có cái vị chua chua ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Nó hòa quyện vào nó rất là ngon. Thì cái món cà pháo này nó cũng rất là dễ ăn. Mình có thể ăn cùng với cơm, nó rất là ngon và không có bị ngán nữa. Và cách làm cái món cà pháo này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Cho nên cả nhà xem clip mình xong, nếu thấy thích cách làm cái món cà pháo ngâm nước mắm chua ngọt thì hãy nhấn chút xíu thời gian ra để mình làm cho gia đình và người thân ăn trong dịp Tết này nha. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới. Và mình chúc cho cả nhà thực hiện cái món cà pháo ngâm nước mắm chua ngọt này thành công. Rồi bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.